cả nhà, quẩn không? Hôm nay em sẽ cùng ba mẹ ăn thử các món điểm tâm ở tiệm Tim Ho Wan. Lúc mà họ vừa mới mở thì có lẽ là xếp hàng rất là lâu, nhưng mà em đi thì đã mở cửa được 2 tháng rồi, thì tiệm cũng bớt đông một tí xíu. Giờ chưa bước vô thì có bàn liền luôn, nhà em cũng không phải đợi lâu. Menu thì cũng ít món hơn so với các tiệm điểm tâm mà em đã từng ăn. Hy vọng là sau này họ sẽ có thêm nhiều món hơn. Đầu tiên khai vị với món xà lách dưa leo. Họ ghi là cay nhưng mà em cảm thấy là không có cay nha. Không hiểu sao cái món này ăn rất là cuốn luôn. Dưa leo thì giòn giòn, cắn vô một cái có hương nồng của ớt, mặn của nước tương và có mè nữa nên nó rất là thơm. Tiếp theo là mình sẽ có xíu mại tôm thịt và há cảo tôm. Mặc dù tất cả những tiệm điểm tâm đều phổ biến nhất là hai món này, nhưng khi cắn vào em cảm thấy được sự khác biệt ở độ tươi và ngọt của tôm thịt. Món thứ ba em có mì xào thịt heo. Mì xào nêm nếm vừa miệng, khi ăn vẫn giữ được độ dai không bị nát, nhưng thịt heo thì bị hơi cháy và cứng. Tất nhiên là phải thử món mì hoành thánh ở đây rồi. Nhìn tô mì thì cũng đơn giản, có hoành thánh tôm và mì, một vài cọng rau. Theo khẩu vị của em thì em thấy hơi nhạt nên em cho thêm xíu nước tương vô, nhưng theo cảm nhận của em thì hình như tiệm này không thiên về độ ngọt. Và tiếp theo là em sẽ thử món bánh bao nhân xá xíu. Cái vỏ bánh bao này nó hơi ngộ nha cả nhà, em không biết nó diễn tả như thế nào. Ngoài món dưa leo, há cảo và xíu mại ra thì em thích nhất món này, bởi vì ở trong nhân xá xíu có vị ngọt và bánh bao cắn vô tan trong miệng. Xong rồi em bỏ thêm dưa leo vô nữa nên ăn nó cũng rất là thú vị. Nói chung là nãy giờ ăn cũng hơi no no rồi đó, nhưng mà em vẫn muốn thử món bánh mè nhân trứng muối tan chảy. Em có thể gọi cái bánh này là vừa yêu vừa ghét được không? Bởi vì là bánh chiên nên có hơi nhiều dầu một xíu nha, còn vỏ bánh thì giòn, khi cắn vào rất là dẻo và trong có nhân trứng muối tan chảy thơm phức luôn. Hôm nay ba mẹ đi ăn đều cảm thấy rất là hài lòng. Còn đây là giá cả tham khảo. Cảm ơn cả nhà, nhớ follow em nha. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.